Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. 9 đường bay quốc tế được mở lại từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hóa thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nhâm Dần 2022. Chính phủ vừa đồng ý kế hoạch thí điểm khôi phục 9 đường bay quốc tế thường lệ chở khách tới các địa bàn có hệ số an toàn cao. Cụ thể, 9 đường bay được mở lại từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đó là Bắc Kinh, Quảng Châu, Trung Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Seoul, Hàn Quốc, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, Bangkok, Thái Lan, Singapore, Vinh Trăn, Lào, Phnom Penh, Campuchia, San Francisco, Los Angeles, Hoa Kỳ. Hiện Việt Nam Airlines đã chuẩn bị sẵn nguồn lực để phục vụ các thị trường này với tần suất ban đầu khoảng 2 chuyến một tuần một đường bay để đảm bảo sự khai thác ổn định phục vụ nhu cầu đi lại. Dịp lễ Noel 2021 năm nay diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng không loại trừ người dân vẫn tập trung ra đường vui chơi dễ dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông. Vì vậy, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch huy động tối đa lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ Noel. Từ đêm ngày 23 tháng 12, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thanh Hóa sẽ huy động 100% cán bộ chiến sĩ tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường nội thị của thành phố nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đến 18 giờ tối ngày 24 tháng 12, bên cạnh phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các cửa ngõ, nghiêm cấm xe ô tô đi vào khu vực nội thị thành phố lực lượng cảnh sát giao thông trật tự sẽ phân công cán bộ chiến sĩ chốt tại 11 điểm nút giao thông, khu vực ngã ba ngã tư và tuyến đường dẫn vào chính tòa để điều tiết phân luồng, hướng dẫn giao thông. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố tăng cường xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối cổ vũ có biểu hiện đua xe, lạng lách đánh võng. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xây dựng cái phương án phân phong công cái lực lượng, trong đó là có hai cái lực lượng, một là lực lượng công khai thì chịu trách nhiệm là hướng dẫn phân luồng tránh ủn tắc giao thông cái lực lượng thứ hai là cái lực lượng hóa trang kết hợp với công khai là cái lực lượng này có chịu trách nhiệm là đấu tranh phòng chống uh, các cái biểu hiện phạm tội và tránh cái tình trạng là lạng lách đánh võng. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giảm tối thiểu 5% số vụ, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông gây ra so với cùng kỳ và không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài, phương tiện chở khách quá số người ép ra vé. Từ ngày 15 tháng 12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng giao quân thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán nhâm dần và lễ hội xuân năm 2022 của Giám đốc Công an tỉnh. Quá trình tuần tra kiểm soát lưu động trên quốc lộ 47, đoạn qua huyện Thọ Xuân, từ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hóa phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 36C11587 chở keo có dấu hiệu vi phạm kích thước thành thùng. Điều công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhưng lái xe đã không xuất trình được giấy tờ xe và giấy phép lái xe, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe. Đây chỉ là một trong số 497 trường hợp vi phạm mà Phòng Cảnh sát Giao thông phát hiện lập biên bản xử lý trong những ngày đầu gia quân thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự xã hội, di tích nguyên đán nhâm dần 2022 của Giám đốc Công an tỉnh. Chúng tôi sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý các vi phạm, đặc biệt là các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và với mục tiêu cao nhất là giảm giảm tai nạn giao thông cả ba tiêu chí số vụ số người chết và số người bị thương trên địa bàn tỉnh thanh hóa và cơ bản để giải quyết được vấn đề quá tải cải tạo kích thước thành thùng ở trên địa bàn thanh hóa để thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm về trật tự an toàn giao thông từ ngày 15 tháng 12, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ đồng loạt gia quân trên cả ba tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy trong đó chủ yếu tập trung trên tuyến đường bộ để đấu tranh ngăn chặn tình trạng phương tiện chở quá khổ quá tải cải tạo kích thước thành thùng để hàng dây vãi xuống đường và sư tô khách chở quá số người quy định đến nay phòng cảnh sát giao thông công an thanh hóa đã kiểm tra phát hiện lập biên bản 497 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tạm giữ 36 phương tiện và tước giấy phép lái xe 91 trường hợp nhờ đó tình hình trật tự an toàn giao thông trên các quốc lộ đến nay được đảm bảo ổn định tai nạn giao thông đã được kiềm chế không xảy ra ủn tắc Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.